Rồi, chào tất cả mọi người uh, lại đến với video em nha Thì hôm nay thì em sẽ quay cho các bác xem là một bộ uh, chú ngựa gỗ cầm hồng Thì uh, như cái bộ này thì uh, như cái thước thì em có để trên góc màn hình Là nó rộng 1 m mươi dài 35, và dài là 3m20 Đó, thì như cái bộ này á uh, Như cái bộ này thì uh, gần như là cái uh, bộ uh, đẹp nhất lô Và cũng hiện nay trên thị trường thì gần như không có cái bộ nào như bộ này nha Đó Tại vì là cái bộ này đúng ra thì em cũng đã bán lâu rồi Cái lúc mới sẽ thì khắp anh em là có đặt Có đặt là một bộ dài 35 phân Đó, một bộ dài 35 phân thì em mới sẽ 35 nha Chứ còn bình thường là em chỉ sẽ dài 20 thôi Nhưng mà tại vì khách đặt xong rồi để trong một thời gian dài Và khi tới lúc mà khách bảo là nhận được thì có bàn giao cho khách Thì lúc đó thì khách lại Nói chung trục chặt với vợ, phía vợ Vợ lại không muốn lấy chồng thì lại muốn lấy nên là cái hàng này thì bây giờ là khách đã bỏ cọc và không lấy nữa thì như cái bộ này á cái bộ này là hàng khách đặt nên là cái bộ này nó không có tim nha các bác không có tim nè và hôm nay em đăng thì em cũng để giá thanh lý cho các bác luôn đó bộ này thì hiện tại là nó hơn hai khối gỗ thì uh, nếu mà như cái bộ này bây giờ hiện tại nha nếu mà các bác đặt thì giá nó rơi vào tầm khoảng là từ 160 triệu trở lên làm cho một cái bộ này nhưng mà hôm nay thì em sẽ thanh lý cho các bác là giá chỉ 123 triệu thôi đó bạn nào nếu mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em cho em thì các bác có thể là tham khảo về giá cả tất cả mọi nơi nha đó và các bác có thể quay lại đây cũng được bởi vì cái hàng giá 123 triệu mà cho một cái tấm bìa đẹp như thế này thì bảo đảm với các bác là không có đâu ạ đó thì bây giờ là hiện tại là cái hàng này là em thanh lý nên là nó có cái giá 123 triệu nếu mà bán nào thiết chí thì liên hệ trực tiếp qua số Zalo em để dưới góc màn hình nha đó còn đây là cái video lúc quay ngoài trời nắng này đó chung sụn nổi lên rất là đẹp luôn đó cái bộ cái lúc này là quay đang quay ngoài nắng này thì nếu cái bộ này thì em cũng chưa có khoan cùm gì hết nha đó chưa có khoan cùm và cái bộ này thì cũng đã trong thời gian mấy năm rồi mấy năm rồi nhưng mà hàng thì vẫn rất là ok không có một cái hiện tượng gì xảy ra như là nứt nẻ hay là gì hết đó bạn nào nếu mà chơi bộ này thì nó quá đẳng cấp luôn